Chào tất cả mọi người, mình tên là Hải, Nguyễn Quang Hải. Mình tên là Hậu. Mình là Dũng. Mình là Trinh. Tôi chơi cửa Caro ạ. PlayStation với Liên Quân. Em không chơi game. Quang Hải. Bởi vì Hải không chơi nên chẳng biết phải chơi gì nào. Hình như là bánh bông ạ. Bánh bông thời trang. Bông thời trang. Thì các bạn nghĩ là hôm nay em sẽ làm gì các bạn nhìn thấy vào cái bông này? Cho bạn em ăn rồi. Thử thách không một, bắt đầu. Đầu làng bông, băm mắm. Bán mắm, cuối làng bông, bán mắm, băm mắm. Đầu làng bông, băm mắm, bán mắm. Cuối làng bông, bán mắm, băm mắm. Đầu làng bông, băm mắm, bán mắm. Cưới làng bông, bán mắm, băm mắm. Đầu làng bông, băm mắm, bán mắm. Cưới làng bông, bán mắm, băm mắm. Mình sẽ chọn biệt danh là Trinh Trắng Trẻo. Em sẽ chọn là Dũng Duyên Dáng ạ. Em sẽ chọn là Hậu Ung Hổ. Em sẽ chọn là Hải Hung Hăng. Các bạn sẵn sàng chưa nhỉ? Dạ. Ok, trò chơi bắt đầu. Hải. Hải Hung Hăng. Hậu Ung Hổ. Dũng Duyên Dáng. Trinh Trắng Trẻo. Cái nữa. Nhắc với đứa nào. Một cái nữa. Trinh Trắng Trẻo. Ui, cần cái góng không? Dũng Duyên Dáng. Hậu Ung Hổ. Tao hết cỡ được rồi. Phải. Tôi toàn là không. Hải Hung Hăng. Hậu Hung Hổ. Dũng Trắng Trẻo. Dũng Duyên Dáng. Bị lỡ lên đi nữa. Con nhai. Vì Trinh đã nhai nên Trinh đã bị phạt ạ. Phạt. Khi lật tại chỗ 5 cái. Em có nhau đâu. Đi ra đi. Đi đi. Đưa tay lên. Hình phạt của các bạn ngày hôm nay đấy là Trinh sẽ được chế những chiếc bánh mì và kẹp những nguyên liệu tùy ý trong những nguyên liệu này. Không, tao ăn được bù tạt mà. Đầu tiên sẽ là bánh cho Trinh. Một cái thôi nhé. Chẳng, bù tạt đây. Và bây giờ thì ba thành viên còn lại sẽ làm một chiếc bánh cho Dũng. Chí luôn. Chí luôn. Em thắng mà. Có cái gì? 3, 2, 1, bắt đầu.
thích ăn miếng thịt mà. Đấy thế. Làm đường to quá. Em thấy cái bánh này rất là ngon. Em rất là thích miếng thịt này. Em được ăn cái bánh lần đầu tiên trong đời tâm huyết thế này. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba người bạn tri kỷ của em. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe cho kênh Cà Phê Bóng Đá của chúng mình nhé.